Thưa quý vị, hiện tôi đang có mặt tại khu vực rừng phòng hộ Hồ Quao thuộc địa bàn xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại hiện trường có rất nhiều cây tràm với tuổi đời hàng chục năm tuổi bị đốn hạ một cách không thương tiếc. Theo báo cáo từ Ủy ban Nhân dân xã Phong Mỹ, ngày 31 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo công an, quân sự tuần tra, quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn và phát hiện bắt quả tang một nhóm đối tượng có hành vi vào khu vực rừng phòng hộ Hồ Quao khai thác cây keo lai bị chết và cây rừng bán củi. Nhóm gồm 11 người có hộ khẩu tại địa phương vào tại lô 1 khoảnh 5, tiểu khu 41 thuộc rừng phòng hộ xã Phong Mỹ dùng máy cưa, dựa, cưa hạ một số cây keo lai bị chết và cây rừng để bán củi lấy tiền. Số củi được bán cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ thương mại Vinh Luyến, đại diện là ông Trần Hữu Phước, thường trú tại thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, theo người dân, việc bắt giữ số gỗ đó là quá ít so với thực tế rừng bị khai thác. Anh được họ khai thác cùng bên đây là người dân khai thác của gỗ họ, xong họ quá họ khai thác rừng phòng hộ đi là lâu đấy, hết một tháng rồi, lâu rồi. Bán ai biết chưa? Thầy cơ quan chức năng làm việc này, thầy họ vẫn chạy xe vẫn chạy nhập. Nhập đây họ khai thác rừng đi thì họ nhập về mỗi rừng phòng hộ đấy. Thầy mày cay chạy về đây đồ thu mua phật tai đó. Ta là ở nơi chỗ xã Minh Hôn hay là chỗ mốc? Xã Phong Mỹ. Thì vụ việc người dân bao khai thác gỗ tại phép Hồ Quao, thì cái vụ việc này là ngày 31 tháng 12 năm 2023, thì Hà cũng đã phối hợp với công an huyện tổ chức tuần tra và phát hiện người dân là vào cứ trộm là một xe công nông. Thì đối với cái trường hợp các cái đối tượng mà vào mà khai thác gỗ tại phép Hồ Quao này, thì Hà cũng phối hợp với công an để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.